Xin kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Mekong. Công ty chúng tôi thì chuyên khảo sát, thi công, cung cấp vật tư hệ thống tưới, phun thuốc tự động, phân bón và kỹ thuật cây trồng. Như bà con cũng đã biết, loài côn trùng chích hút, đặc biệt là rầy xanh tấn công trên sầu riêng là một nỗi lo lớn đối với các nhà nông trong quá trình canh tác trên cây trồng. Để giải quyết vấn đề đó thì hôm nay Mekong Agri sẽ giới thiệu đến quý bà con hai hoạt chất phổ biến để quản lý nhóm côn trùng này. Cả hai hoạt chất được chúng tôi kết hợp trong cùng một sản phẩm diệt sạch MKA35VKG. Diệt sạch MKA35VKG là sự kết hợp giữa hai hoạt chất acetamiric hàm lượng 250g trên ký và imidacloric 100g trên ký. Đối với hoạt chất acetamiric sẽ có đặc tính tiếp xúc vị độc, có tác dụng làm tê liệt hoạt động của cơ quan cảm nhận hệ thần kinh côn trùng, làm chúng bị tê liệt, ngừng ăn và chết, có tác động mạnh, nhanh chỉ sau 30 phút. Acetamiric cũng là hoạt chất có tính lưu dẫn mạnh nên sẽ có hiệu lực kéo dài đến vài tuần đối với các loài rầy, rệp gây hại ở phía dưới của lá cây. Và đối với hoạt chất imidacloric cũng là một chất tác động lên hệ thần kinh giao cảm của côn trùng, ức chế quá trình truyền tải thông tin về thần kinh trung ương, ngăn chặn sự truyền xung giữa các dây thần kinh dẫn đến sự tê liệt của côn trùng và làm cho chúng mau chết. Và khi hai hoạt chất này kết hợp sẽ làm tăng hiệu quả quản lý sớm hơn và có tác động kéo dài, tạo ra hiệu lực ổn định cả khi nhiệt độ môi trường cao hoặc thấp, và cuối cùng là bổ trợ cho việc hấp thu và có hiệu quả cao qua cả qua lá, qua rễ và qua thân cây. Diệt sạch MKA35VKG có công dụng diệt trừ các loài côn trùng chích hút phổ rộng như rầy mềm, rầy xanh, bọ trĩ, rệp dính, rệp sáp, bọ xích mũi hay là sâu vẽ bùa, và có khả năng diệt trừ cả ấu trùng, thành trùng và trứng thông qua các đặc tính như là tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn mạnh và hiệu lực kéo dài. Sản phẩm diệt sạch MKA sẽ có dạng cớm, chính vì vậy mà sẽ mang các ưu điểm như là hấp thu nhanh, ít bị rửa trôi, an toàn và sử dụng được cho hầu hết các loại cây trồng, nhất là giai đoạn hoa và trái non, và sẽ dễ dàng thẩm thấu qua lớp sáp của lá, hòa tan tốt trong nước và dễ dàng phối hợp với các sản phẩm khác. Về liều lượng sử dụng, bà con có thể pha diệt sạch MKA với liều từ 10-25g cho một bình 25 lít, hay là gói 100g pha được cho phi 200 lít nước. Bà con lưu ý nên chủ động quản lý sớm, phun phòng khi mật độ dịch hại thấp để tận dụng khả năng lưu dẫn và phun đơn sản phẩm thì cũng sẽ có giá thành hợp lý hơn. Và khi áp lực dịch hại cao đã diễn ra, bà con nên phối hợp sản phẩm diệt sạch MKA với các sản phẩm khác có tính tiếp xúc xông hơi để tăng hiệu quả quản lý dịch hại. Và như vậy, video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng có thể giúp ích được cho bà con trong quá trình canh tác trên cây trồng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể để lại bình luận dưới video hoặc liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc website đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ nhanh chóng. Sản phẩm hiện đang có mặt trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Sen Đỏ. Bà con có thể đặt hàng ở mọi lúc, mọi nơi. Và cuối cùng, bà con nhấn like, đăng ký kênh, chọn một tất cả tại chuông thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất từ Mekong Agri nhé. Và đừng quên đón xem kiến thức về phân bón, kỹ thuật cây trồng của chúng tôi vào lúc 18 giờ mỗi thứ năm hàng tuần trên kênh Nông nghiệp Mekong. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở các video tiếp theo.